đến nay nhiều chỉ tiêu thuộc lĩnh vực nông nghiệp trong nghị quyết đại hội đảng bộ huyện Đắk Lây khóa 19 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đạt và dự kiến đạt mục tiêu đề ra. Đến tháng 9 năm 2024, huyện Đắk Lây đã đạt một số kết quả nổi bật về các chỉ tiêu nông nghiệp trong nghị quyết đại hội đảng bộ huyện khóa 19 như diện tích cây hàng năm đạt trên 7.600 ha, vượt hơn 9% so với mục tiêu nghị quyết. Diện tích cây lâu năm đạt trên 4.960 ha, vượt 37%. Diện tích sông Ngọc Linh trên 46 ha, vượt hơn 300% mục tiêu nghị quyết. Về chăn nuôi, tổng đàn gia súc trên địa bàn hiện trên 33.000 con, đạt khoảng 93% mục tiêu nghị quyết. Ngoài ra, địa phương có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 50% so với nghị quyết. Hiện nay, các cấp ngành huyện Đắc Lây đang nỗ lực triển khai các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu về lĩnh vực nông nghiệp trọng tâm là tăng cường công tác tuyên truyền về thực hiện nghị quyết huy động các nguồn lực xã hội lồng ghép vốn chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ cho người dân theo cơ chế chính sách hiện hành hỗ trợ chuẩn hóa sản phẩm hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho các ý tưởng sản phẩm tham gia phân hạng sản phẩm ô cốp